Tần chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho Tần chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và Tần mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Tần để tham quan một khu resort tại Bãi Trường. Đó là khu resort của Sunset Sanato nè cô chú anh chị và các bạn. Khu resort đây là những căn shop rồi, những căn shop house nè, quán cà phê của khu resort Sunset Sanato này nhìn thiết kế rất là đẹp luôn. Nhìn khu resort ở khu vực bãi trường của Sunset Sanato này nhìn như ở châu Âu vậy nha cô chú anh chị và các bạn. Khu vực thì được lắp camera dày đặc hết, rất là an ninh luôn. Khách du lịch trong và ngoài nước đến khu resort của Sunset Sanato này nghỉ dưỡng rất là đông. Tại vì buổi chiều tối có những show diễn rất là hoành tráng và đẹp luôn. Mỗi căn resort đều có hồ bơi riêng nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là những căn villa của khách. Đó, xe. Mỗi khu vực đều thiết kế sơn màu khác nhau. Phía bên đây thì màu trắng kết hợp với màu đen, nhìn rất là sang trọng luôn. Còn phía bên đây thì màu trắng kết hợp với gỗ gỗ màu đỏ đỏ nâu nâu. Khách du lịch này của chính chị bảo quản đó. Con để Tần đi Tần quay cho cô chính chị và các bạn cùng xem một tí nha. Mỗi căn villa đều có hồ bơi riêng. Xung quanh thì trồng rất là nhiều cây xanh luôn, rất là đẹp. Tần thấy những
căn villa ở khu vực của Sunset Sanato này khách rất là đông. Buổi chiều thì bầu trời cũng chuyển mưa nên rất là u ám luôn á cô chú anh chị và các bạn. Bãi đậu xe rất là rộng luôn nha cô chú anh chị và các bạn, quá là đông luôn. Thằng thấy khách đến khu vực của Sunset Sanato này rất là đông, lúc nào cũng nghẹt cứng hết trơn nha cô chú anh chị và các bạn. Xe taxi chờ đón khách ở đây rất là nhiều. Ở dọc đường đi được làm một vòng cung, được trồng những bông hoa giấy treo khắp đường đi luôn á cô chú anh chị và các bạn. Đó. Dạ dạ em cảm ơn nha.
Dạ, chứng minh em để đắng rồi. Em để tuốt đằng kia, đằng xe. Dạ, dạ. Ở Phú Quốc. Dạ. Dạ, dạ, em cảm ơn nha. Khu vực dưới phía biển của Sunset Senato này, cô chú anh chị và các bạn, rất là đẹp luôn. Người ở Phú Quốc mới được vào nha cô chú anh chị và các bạn. Đó. Đây là khu vực nhà hàng buffet. Sunset Flower. Đó, để tầng đi vào trong quay cho cái chính như các bạn cùng xem. Khu vực nhà hàng buffet rất là rộng luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Buffet này phục vụ buổi sáng. Giờ tạm sẽ đi xuống phía dưới. Ở khu vực bãi biển của Sunset Senato này thì được làm rất là nhiều mô hình cho du khách đến chụp hình. Một đầu người được chẻ làm đôi nè. Đó, anh chị đang chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm khi đi du lịch tại Phú Quốc. Đôi cánh thiên thần. Buổi chiều gió sóng đánh, biển sóng đánh rất là mát luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Đó. Đây là cầu thang lên thiên đường. Cầu thang lên trời. Được bắt cho du khách đi lên trên để chụp hình. Đây là các kiểu. Khách du lịch buổi chiều ra đây rất là đông luôn. Để tầng ra cây cầu phía biển, quay cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem tiếp.
cây cầu ra phía biển được làm những mô hình nữa. Con bạch tuộc được làm từ ổi úp gà, cô chú anh chị và các bạn. Khu vực bãi trường là khu vực khu resort Sunset Sanator này là đẹp nhất nha cô chú chị và các bạn. Được trang trí nè, được làm những mô hình rất là đẹp và độc lạ luôn. Trước mặt tầng đó là một con ốc gì một con ốc siêu to khổng lồ luôn. Không biết cái nồi nào bỏ vô luộc mà cho vừa con ốc này cô chú anh chị và các bạn. Đó, con ốc rất là to. Phía trên thì là một vòng tròn được xây lên cho du khách lên đây chụp hình. Ở phía dưới bãi cát, bãi biển của khu resort Sunset Sanator này thì được bố trí bằng ghế nè bàn để cho du khách ra đây uống nước và thư giãn ngắm cảnh biển, ngắm cảnh hoàng hôn mình chịu. Mô tô nước đó cô chú chị các bạn, tắc kỳ đó. Buổi tối thì
khu vực này là sân khấu, có nhiều màn show diễn như múa, hát, rồi tung thính, rồi rất là vui và náo nhiệt tại khu vực nơi đây. Khách du lịch buổi chiều thì ra rất là đông. Giờ video của Tần cũng đã dài, Tần xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị và các bạn thấy video của Tần hay, cho Tần một like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp Tần nha, để Tần có thêm động lực ra những video tiếp theo. Bây giờ Tần chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình nha. Bye bye.